Về đến thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, không ai là không biết đến gia cảnh chị Hoàng Thị Diên cùng mẹ già và hai đứa con nhỏ. Mặc dù gặp nhiều éo le trong cuộc sống, nhưng dường như trong ngôi nhà nhỏ này luôn ánh lên tình yêu thương mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau. Từ một người lao động chính trong gia đình, do biến chứng của việc sinh nở nên chị Diên mắc bệnh suy thận. Sau bao ngày chạy vậy chữa trị, chị cố gắng làm lụng để có thêm thu nhập nuôi gia đình và trang trải việc học của con. Trước hoàn cảnh gia đình nghèo khó và bệnh tật của vợ, chồng chị đã bỏ đi không một lời, để lại người vợ và hai đứa con nhỏ với chuỗi ngày dài tăm tối. Sau khi người chồng bỏ đi, gia đình bên nội cũng không quan tâm đến ba mẹ con và chị đã quyết tâm vực dậy, đưa các con về bên ngoại để tiện chăm sóc và có điều kiện để chạy thận hàng tuần. Tôi thì cũng cứ đi chạy thận về rồi làm quanh quẩn, làm cái của giống cái rau cái của để bà cháu bán để kiếm đồng. Hoàn cảnh khốn khó, lại phải chạy thận 3 lần một tuần nên chị Diên càng vất vả hơn. Các con đang tuổi ăn, tuổi lớn, mẹ già hay đau yếu nên mọi việc trong nhà chị Diên phải gồng mình gánh vác. Một mình chị vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa cùng mẹ lo kiếm sống, lại phải chống chọi với căn bệnh suy thận từng ngày. Chị như cạn kiệt sức lực. Giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của người cha, nhưng hai chị em Minh Diện và Minh Anh lại rất chịu khó, chủ động việc học hành. Các em luôn là học sinh giỏi, tiên tiến, được giấy khen vì thành tích học tập và đạo đức. Đáp lại công ơn và sự kỳ vọng của bà ngoại và mẹ, hai chị em luôn cố gắng bảo nhau học hành để có thể giúp đỡ được những người sinh thành ra mình. Kết quả học tập và sự ngoan ngoãn của Minh Diện, Minh Anh cũng chính là nguồn động viên tiếp sức cho mẹ có thể vượt qua được đau đớn của bệnh tật để cố gắng bươn chải vì tương lai các con. Bây giờ thì em cũng biết là bà em yếu mới để em thì ốm, còn các cháu thì bé, bây giờ thì cũng cứ tạo điều kiện em cứ khỏe, em nào thì em làm, còn yếu thì em nghỉ. Cứ như thế, bà cháu cứ như thế nên phiên nhau thôi. Thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình chị Diện, câu lạc bộ thiện nguyện Sống để yêu thương huyện Tiên Lãng và quán cơm thiện nguyện Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên và trao những món quà nhỏ nhưng thiết thực dành cho gia đình chị. Trong căn nhà đơn sơ, không có vật dụng gì đáng giá, cả gia đình chị vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình vì sự sống, vì tương lai. Quán cơm thiện nguyện rất may mắn đã tìm được nhà hảo tâm hỗ trợ học phí cho hai con với số tiền một năm là 12 triệu để giúp đỡ hai con đi học, và sau đó sẽ giúp gia đình chị Diên về ví dụ như là các con vật gia súc ấy, để chị có thể là cải thiện cuộc sống. Khỏe của chị rất là yếu và chỉ cần nguồn tiền để chạy thận và nuôi hai con ăn học ạ. Mỗi ngày, chị Diên và mẹ lại bắt đầu công việc mưu sinh của gia đình. Luôn vươn lên từ gian khó, nỗ lực hết sức bằng mồ hôi và sức lao động của bản thân, cả gia đình đã chủ động tự tìm con đường cho chính mình. Tuy vậy, họ cần lắm những bàn tay nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng để vơi bớt khó khăn, để ước mơ có cơ hội trở thành hiện thực và để họ mãi tin và yêu thương cuộc sống hôm nay.